Mâu thuẫn trên phố, vác đá ném vào đầu làm hai người ngã gục. Chiều ngày 11 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 35 giây ghi lại cảnh nhóm người có biểu hiện say xỉn lao vào đánh nhau gây náo loạn trên cả tuyến phố. Theo như đoạn clip, một người đàn ông mặc áo tím bất tỉnh nằm lăn ra đường. Một người đàn ông mặc áo đen dùng chân đá liên tiếp vào đầu. Tuy nhiên, người đàn ông này không phản kháng mà nằm im trên đường để người khác đánh vào đầu. Một lát sau, bất ngờ nạn nhân ngồi dậy, lấy viên gạch bên đường ném thẳng vào đầu người đàn ông vừa đánh mình, khiến người này gục xuống đường, bất tỉnh. Một người đàn ông khác đứng cạnh đó cũng bị viên gạch văng trúng, gây choáng váng, gục xuống vỉa hè. Sau sự việc, người dân đã gọi cảnh sát và xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đến nơi, nam thanh niên này đứng chặn đầu xe cứu thương, mọi người phải kéo ra, giữ nam thanh niên để xe cấp cứu chở người bị thương đến viện. Ngay sau đó, Công an thành phố Vinh, Công an phường Hà Huy Tập đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Được biết, người vác đá ném là Nguyễn Thế Trung, sinh năm 1998, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An. Người đàn ông bị ném đá chảy máu ở đầu phải đi cấp cứu là TTA, sinh năm 1983, trú thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cả hai người này đều là nhân viên tại cơ sở tẩm quất người mù số 263 Nguyễn Văn Cử, thành phố Vinh, Nghệ An. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Hà Huy Tập xác minh, làm rõ.